Hello, xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp những diễn biến của siêu giải Tata Steel Chess đang diễn ra tại Hà Lan. Ở video hôm qua, các bạn đã biết, thần đồng Nodibov Arusatorov thắng liên tu tì 3 ván và độc chiếm ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, sang vòng thứ 12, vòng độ áp chót thì em đã sảy chân và bị thua. Trong khi đó, thần đồng Domarazukes cũng mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi đang trong thế thắng thì lại vô tình lặp lại nước đi ba lần và bị xử hòa một cách lãng xẹt với thần đồng Ramesh Bambu Brangananda. Điều này khiến cho vòng đấu cuối cùng cực kỳ gay cấn khi có đến 5 người bằng điểm nhau. Ai cũng muốn chiến thắng để có cơ hội giành chức vô địch. Ba kỳ thủ là Alex Green, Domaraju Gukes và Nodirbek Arusatorov đều giành được chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn. Chỉ còn cặp đấu giữa dịch và Pháp Sư Ấn Độ Vizic Gujati là gây cấn hơn cả vì cả hai đều bằng điểm nhau. Liệu rằng ai sẽ giành được chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh chức vô địch? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Vi Dịch được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt D4. Vidit Guizati đáp trả bằng nước tốt D5. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi mã F6. Trắng để tốt E3 bảo kê cho tốt D4 và mở đường cho tượng phát triển. Đen để tốt C5 thí tốt Trắng không đổi tốt đen mà để tốt C3 củng cố thêm cho tốt D4. Đen cũng để tốt E6 bảo kê thêm cho tốt D5 và mở đường cho tượng phát triển. Trắng lên tượng D3 chuẩn bị nhập thành. Đen phát triển mạng B lên D7. Trắng cũng nhảy mạng B lên D2. Đen phát triển tượng D6 chuẩn bị nhập thành. Trắng nhập thành. Đen nhập thành. Trắng dịch sẽ sang E1. Đen lên hậu C7 trồng quân tượng gây sức ép lên tốt trắng H2. Trắng đẩy tốt E4 ga đổi Dọa đẩy tiếp lên E5 Tấn công đối tượng và mã đen Đen lấy tốt C Ăn tốt trắng D4 Tốt trắng ăn lại D4 Vẫn dọa đẩy tốt E5 Tốt đen ăn E4 Mã trắng ăn lại E4 Gạo đổi mã Đấy không đổi mã trắng Mà dương tốt B6 Giải phóng ô cho tượng lên B7 Kiểm soát đường cháu lớn Trắng phi tượng lên G5 Dồn quân tấn công mã đen Không muốn bị tốt chồng Đen này đổi mã với trắng Xe trắng ăn lại mã đen Đen đối tượng B7 tấn công xe trắng và kiểm soát đường chéo lớn Trắng chưa vội chạy xe mà có xe C1 tấn công hộ đen cái đó. Đen chạy hậu B8 vẫn duy trì áp lực lên tốt trắng H2 Giờ trắng mới chạy xe H4 kết hợp cùng tượng tấn công tốt đen H7 Đen để tốt F5 chặn lại Trắng đi tượng C4 ghim và tấn công tốt đen E6 Đen đành qua hậu E8 bảo vệ tốt Trắng lên tiếp hậu B3 trồng nguồn tượng tấn công tốt đen E6 đen chắc chắn mất tốt. đúng này đen nên lấy tượng ăn ngay mã trắng. nếu không muốn bị tốt chồng thì hậu trắng ăn lại tượng đen. tốt đen e6 sẽ được giải nguy. còn nếu trắng lấy tốt ăn lại tượng đen vẫn duy trì hậu và tượng tấn công tốt đen e6 thì đen hậu g6 ghim và tấn công tượng trắng. tượng trắng ăn e6 chiếu bắt mã thì đen chạy vua h8. trắng sẽ chưa dám ăn mã đen vì hậu đen ăn tượng trắng chiếu bắt xe ngay. trắng sẽ phải đẩy tốt f4 bảo vệ tượng và tượng trắng bị mắc kẹt. Đen chạy mã F6 chuẩn bị nhảy tiếp lên E4 chiếm lĩnh một vị trí cực mạnh và tấn công tượng trắng. Cũng có thể thí tượng ăn F4 và sẽ diệt được tượng trắng đang bị ghim. Ván cờ nhìn chung vẫn cân bằng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen đã không đổi tượng lấy mã của trắng mà lại dịch vua sang H8 chấp nhận bị mất tốt. Và đây là một sai lầm. Chắc đen tính toán rằng trắng sẽ lấy tượng ăn tốt E6. Khi đó đèn sẽ đổi tượng lấy ma trắng rồi phiệu lên G6 Diễn biến sẽ giống như phân tích của chúng ta ban nãy Văn cờ cân bằng Tuy nhiên sai lầm là ở chỗ Trắng đã rất tỉnh và đẹp trai Khi không vội ăn tốt đen E6 Mà mình sẽ E1 kiểm soát cột mở E Tấn công tốt đen E6 Giờ nếu tượng đen ăn ma trắng Thì xe trắng E6 tấn công đôi hậu và tượng đen Để không thể chạy hậu lên G6 được đen chậu b8 để còn bảo vệ tượng thì hậu trắng ăn e3 dọa lên tượng h5 dồn quân tấn công đen sẽ toàn sớm trở lại ván cờ thực tế Đen không dám đổi tượng lấy mã ở trắng mà có lựa chọn chính xác là phi tượng xuống e4 bịt cột e lại phong tỏa sức mạnh của xe trắng giờ tượng trắng mẹ ăn e6 và tạm thời trắng lãi được một tốt đen hậu g6 chuẩn bị đổi tượng lấy mã rồi sẽ thịt được tượng trắng Trắng chạy tượng về D2 Đen chạy mã F6 Trắng nhảy mã lên G5 Dọa F7 chiếu trộn Đen để tốt F5 chặn đường tượng trắng bảo vệ mã Nếu giờ trắng nhảy mã F7 chiếu đều được một phát Thì đen sẽ phế xe ăn mã trắng ngay Đen lại không đủ một quân mã Bởi vì tượng trắng mà ăn lại xe đen Thì hậu đen ăn G2 chung hết trong tình huống nguy cấp này, các bạn bảo trắng phải làm như nào? Chạy mã thì bị chiếu hết Mà không chạy thì cũng mất mã Chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ chạy mã về A3 Hoặc là lấy mã thịt luôn tượng đèn Đúng không nào Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của người bình thường Còn vi dịch thì khác Với bản lĩnh của một cao thủ Trung Hoa thâm nho nhọ đít Anh đã có nước đi cực cao thâm Là phế xe An H7 Và máy tinh đánh giá Đây là nước đi tiên tài đây cũng là nước nhét xe vào mồm bắt phải ăn. Nên buộc lòng phải ăn xe trắng. Giờ mã trắng mẹ ăn tượng đen, tiếp tục tấn công tượng đen còn lại. Để mặc kệ, đẩy tốt xuống F3, dọa ăn hậu vào G2, chiếu hết. Tốt đen F3 đang có xe bảo vệ, cho nên hậu trắng không ăn được. Trắng để tốt được G3, tránh đòn. Đen giờ mới chạy tượng E7. Đúng rồi, trắng tuy kém chất nhưng hơn đen được hai tốt, đặc biệt là quân tốt thông ngay cột D. Trắng để tốt D5, Đen bị xe A sang D8 Trắng lên hậu A4 Tấn công tốt đen A7 Đen để tốt A5 tránh đòn Trắng phi hậu lên C6 Tấn công tốt đen B6 Sau đó thể xuống C7 Tấn công tượng đen Đen biết là khó nòng Giữ được tượng cũng như tốt B6 Cho nên phi tượng lên B4 Gạ đối tượng Giải tỏa bớt áp lực lên G5 Để cho mã đen có thể nhảy lên G5 Tượng trắng ăn tượng đen Tốt đen ăn lại tượng trắng Và bị tốt trồng Ở đây nếu trắng ham hố ăn tốt đen B6 Thì xe đen ăn tốt thông của trắng ngay Tượng trắng bị ghim không thể ăn được xe đen Do đó trắng không thèm ăn tốt đen B6 Mà dùng tốt H4 Ngăn mã đen nhảy lên G5 Và mở đường thoát cho vua Giờ nếu đen nhảy mã lên F6 Thì hậu trắng sẽ thịt tốt đen B6 ngay Đen chỉ cần di chuyển hậu hay xe là cũng mất tốt B6 Mà đến lượt thì vẫn cứ phải đánh thôi Đen đánh bình xe A8 tấn công tốt trắng A2 Trắng không ăn tốt đen B6 Cũng không tìm cách bảo vệ tốt A2 Mà nhảy mã D6 dọa F7 chiếu Đen thấy vậy không dám ăn tốt trắng A2 Mà nên xe A7 xong xe cùng hậu kết hợp ngăn mã trắng F7 Hậu trắng ăn B6 và tấn công xe đen Đúng hay đen có thể chạy xe về lại A8 Nên kết xong xe mã trắng vẫn chưa thể nhảy vào F7 được nhưng mà thực tế đen vừa chạy xe vừa ăn A2 tiếp tục tấn công tô trắng B2. Trắng không thèm ăn tô đen B4 để bảo vệ B2. Mà điệu C7 bảo kê cho mã nhảy f 7 chiếu. Lúc này đen lùi xe về lại A8 kiểm soát hàng ngang số 8. Mã trắng F7 chiếu thì đen phế xe ăn mã trắng vẫn kéo dài được cái nỗi đau ra thêm. Tuy nhiên thực tế chắc là tiếc quân xe Đen, đen lựa chọn nhảy mã F6 giải phóng ô cho vua chạy lên H7. Mã trắng F7 chiếu. Đen theo hoạch chạy vua H7. Trắng lùi mã về E4 tấn công hậu đen. Đen chạy hậu H6. Hậu trắng C2 chiếu. Đen để tốt được G6 cản chiếu. Trắng thí mã ăn G6 tấn công xe đen. Và máy tính tiếp tục đánh giá. Đây là nước đi tay tiền. Nếu hậu đen là mã trắng thì tượng trắng f 5 ghim vào bắt chết hậu đen. Chuyên đen không dám ăn mã trắng mà chạy xe A8 Nhưng mà nước đi này khiến đen còn thua nhanh hơn Bởi vì mã trắng E5 chiếu mở Đen chạy vua G7 Hậu trắng C7 chiếu tiếp Sau nước đi này Thì nước tốt nhất cho đen là chạy vua H8 Mã trắng E7 chiếu bắt đầu Do đó biết là có cố gắng Cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Siêu đại các tướng Vì gui ra thị đành chịu thua Chiến thắng gay cấn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp cho vi dịch tiến vào vòng tie-break cùng với Anis Gri, thần đồng Domarazu Hukes và thần đồng Dolibov Adosatorov. Giờ là cuộc đua tứ mã. Liệu ai sẽ đoạt chức vô địch của Tata Steel Chat năm nay? Mời các bạn đón xem trong video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, và hẹn gặp lại.